Tao cho mình xuất viện. Bởi vì mình tao biết mình nghèo rồi, đâu có tiền đâu mà nằm dữ vậy. Nằm tới ngày tới 250 rồi người sao tiện đâu nằm chịu nổi. Thôi tao cho mình xuất viện gì thì mình về. Con biết là hiện giờ cô rất mong ước là mình hết bệnh cô ha. Đúng rồi. Ai cũng muốn cho hết bệnh hoạn này, nó bực bội rồi gầu thế nọ thế nành, nó đủ thứ hết trơn, gầu lắm. Nhưng mà giờ tiền ở đâu cô chú anh chị? Bây giờ hoàn cảnh của bà như vậy mà nếu mà làm hoài thì tiền bạc mình chịu không nổi. Dạ. Cho bà về nhà uống thuốc đi, đợi mình kiếm thuốc nam này kia nọ cũng đỡ. Dạ. Còn trị hoài thì không kết quả giết được, bệnh nhà giàu mà. Dạ. Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa quý ông bà cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại tỉnh Sóc Trăng. Đồng hành với Nghĩa ngày hôm nay vẫn là kênh của chú Hai Mùng Vlog đây cô chú anh chị. Hôm trước thì chú Hai dẫn Nghĩa đến thăm bà cụ sống ở trong căn nhà này. Bà cụ năm nay là 71 tuổi, sống một mình trong căn nhà rách nát này cô chú anh chị. Hôm trước thì Nghĩa đến là 10 ngày rồi, bà bị sưng mình mấy 10 ngày không ăn uống gì được hết. Thì Nghĩa cũng xin tiền quý ông bà cô chú anh chị gửi yêu thương cho bà để bà đi khám bệnh cô chú anh chị. Nhưng mà có một cái sự thật thì con rất đau lòng khi hôm nay con đến thấy được cái cảnh của bà ngày hôm nay. Cô chú anh chị thì con đứng xích vào bà một chút. Hôm nay nhà cửa bà này cũng được bà con láng giềng dọn dẹp sạch hết rồi. Bên đây cũng có mấy cái bàn để mà người ta ban đêm người ta ra đây người ta chơi vui với bà đó cô chú anh chị. Thì đó là cô chú anh chị cũng có hiểu cái căn bệnh bà như thế nào rồi. Thì được chị Mỹ Dung ở đường Tên Lửa cũng như là anh Phước gửi yêu thương. Thì hôm nay con gấp rút quay trở lại đây để con thăm bà cũng như gửi những yêu thương đó. Dạ, còn câu chuyện như thế nào Nghĩa xin mời quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục video ngày hôm nay ạ. Dạ con chào cô. Bữa nay cô khỏe không? Hơi mệt, mệt. Con mệt ha. Cô kể con nghe đi, bữa mình đi bệnh viện về là tới nay sao rồi cô? Về bệnh viện bệnh hoài, mới hôm qua cũng mới đi mà vô nước biển thêm nữa đó. Dạ. Cái chân cô bữa nay con thấy hết sưng rồi đó. Hết sưng rồi mà nó còn yếu quá. Yêu. Đi bệnh viện người ta nói cô bệnh gì cô? Đi bệnh gan với bệnh phổi. Bệnh gan, bệnh phổi ha. Rồi về mấy nay cô ăn uống gì được không? Mấy ngày nay không ăn uống gì chứ, uống sữa không? Uống sữa không? Không ăn uống gì được hết? Không được. Trong mình cô thấy sao cô kể con nghe đi. Trong mình nó không ăn uống gì nó không được ngon. Dạ, con gửi cô cái này nha. Cô là sống trong căn nhà này có mình là cô chú anh chị. Năm nay là cô 71 tuổi đúng không cô? Đúng rồi. Cũng như là đây là đất ở đậu luôn. Ở đậu. Ở đậu chứ không phải đất của cô nữa. Rồi nhà này người ta cho ngựa miếng ton, miếng cây gì đó là dựng lên nhà cho cô từ xưa giờ cô ha. Đúng rồi. Về đây hồi trước thì cô nói cô đi rửa chén này kia được. Rồi khoảng mấy năm cô? Mấy năm nay là cô không có đi làm? Mới có năm nay à. Năm nay là cô không đi làm được. Năm nào cũng có đi với nó chứ, mừng với nó chứ. Mà năm nay không có đi. Là cô phải sống nương nhờ vào hàng xóm láng giềng cô chú anh chị, người thì ký gạo, người thì con cá, người cộng rau như thế nào đó, có cái gì thì cô dùng cái nấy qua ngày đoạn tháng vậy đó. Nhưng mà hôm trước thì con đến thì cô bệnh rất là nhiều, nhưng mà cô không biết là bệnh gì, sưng bụng hết trơn, sưng mình hết trơn, ăn thì không được. Thì con mới xin tiền ông bà cô chú thì cô có đi bệnh viện về thì hôm nay cũng xác định được cái căn bệnh gan của cô cũng như là bệnh phổi. Bác sĩ có cho biết là liệu trình chị như thế nào không cô ha? Có đưa to về mua thuốc rồi chứ cũng không có, nó không có điều trị trên chảnh như dạng mà mình không có bảo hiểm đấy chú. Rồi thành ra nó ăn quá trời mắc luôn, rồi
Nó cho về thì về luôn, nghĩ cũng không biết làm sao. Cũng như là mình cũng không có tiền để lo chị. Đúng rồi. Con xin lỗi, một con nói con xin lỗi cô trước nha. Giống như về nhà nằm chờ anh chị, con xin lỗi con nói con đó, đúng không cô? Đúng rồi. Tại vì mình không có tiền. Không có tiền. Phải có tiền thì nằm đó điều trị. Giờ cái bảo hiểm là ở đây cô có hộ khẩu gì ở đây không? Không có hộ khẩu. Không có giấy tờ gì ở đây chứ ha? Rồi muốn làm bảo hiểm làm sao cô? Trời ơi, con nghĩ nó mua mà nó không bán, mình lớn tuổi rồi chứ phải còn nhỏ đâu mà năn nỉ nó bán, nó không bán. Ủa, con nghĩ là người ta bán mà. Bán bởi vì cô không có giấy mà... Căn cước hả? Căn cước. À, cô không có giấy tờ. Ừ. Cũng khó. Thì hồi đó, đó mấy nhỏ chị nó làm trời đất quá. Kêu làm tên mình, không làm đi làm, rồi nó đi gần xã, nói với xã là không phải tên đó. Rồi xã nó không sao đâu nữa, bằng được, cuối cùng có bằng được gì đâu. Cho nên là giờ cô không có bảo hiểm. Còn nếu mà nhập viện để nằm ở đó luôn thì nặng chi phí quá. Cô không có khả năng. Rồi về nhà là cũng như bệnh viện cho cái to thuốc rồi, cô cứ uống cầm cự vậy đó. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Lần này con xuống thì con thấy cô ốm quá. Cái thai cô sao xanh chân nè? Nó mới vô nước biển hôm qua. À, vô nước biển xanh đó ha. Ừ. Mình mấy gì nó bầm hết trơn đây nè, bớt rồi đó. Bấy hết trơn, nó chích đi, nó lụi tùm lum tà la hết trơn. Giờ một là phải gấp rút làm sao có giấy tờ để làm có bảo hiểm đi nhập viện. Hai là phải tìm cái phương thuốc nam nào đó uống nữa. Nhưng mà nhập viện thì nói vậy thôi cô chú anh chị, cô có một mình, giờ ai sẽ nuôi cô? Rồi cái nhất, cái thứ hai nữa, cái tiền viện phí. Tiền viện phí nếu có bảo hiểm thì người ta chi trả mấy mươi trăm, cũng còn mấy mươi trăm mình phải đóng. Đúng nữa. Còn nữa. Rồi cái người nuôi mình nữa, này kia nó cũng rất khó cho cô, trong khi cô chỉ có một mình ở đây thôi. Láng giềng hàng xóm thì người ta chạy qua chạy lại thôi, chứ còn nếu mà túc trực đi. Cháu nó chuyến rồi, chuyến đi mà mười... bảy lắm, sáu bảy ngày nay thì nó đi nuôi. Dạ, yeah. Có cháu cô ha. Ừ, có con bằng gì á. Cũng có, nếu mà nuôi thì có cháu nuôi. Nhưng ngặt nổi cái là tiền mình không có. Đúng rồi. Người cô có hỏi là bác sĩ, ví dụ như nhập viện thì cái tiền viện phí khoảng bao nhiêu không cô? Hôm hỏi mới nhập viện là một ngày là 250 ngàn. 250 ngàn ở tiền phòng tiền này kia ha. Tiền phòng đó. Chưa kể thuốc men phát sinh này kia nữa. Chưa kể tiền đó luôn. Dạ. Với bệnh cô ơi, con nghĩ là bệnh cô lâu năm tại cô không... Mình không có tiền rồi, mình không biết cái bệnh, chứng bệnh mình. Dạ. Mình ra bây giờ đi khám thì nó bờ, rồi nó tè le ra hết trơn à. Cũng như là bệnh lâu rồi, không có tiền. Thì cứ có tiền thì đi mua thuốc trong tiệm ở gần nhà vậy, uống cho đỡ đau vậy đó. Đỡ đau thôi. Rồi tới lâu ngày quá thì phát lên. Ở quê vậy đó cô chú anh chị, khi ông bà cô chú mà đi nhập viện cái hết đát. Đúng không chú hai? Đúng rồi. Có nghĩa là khi mà không có đi khám định kỳ nè, cũng không có điều kiện để đi á, không có tiền này kia thì cứ nhức quá thì chạy lại tiệm thuốc, đau bụng rồi chạy lại tiệm thuốc. Bán về cũng giảm đau thôi. Rồi cứ sống chung với bệnh suốt một khoảng thời gian vậy đó, tới khi mà hết nổi rồi. Thì con cháu láng giềng hay là như nào cố gắng hết sức để đi bệnh viện khám rồi xem cái gì, thì lúc đó thì cái tin không còn được vui nữa cô ha, bệnh nặng hơn. Rồi mỗi ngày ở đây con hỏi cô, ăn uống cô tự nấu hay sao? Tự nấu thôi. Dạ, là cô nấu mấy ngày nay cô chỉ uống sữa thôi hả? Uống sữa. Dạ, cũng đi nấu nước. Rồi cái nhà này là cô dọn dẹp lại hết rồi đó hả? Nhớ cháu thôi, nhà nó dẹp dụm. Dạ. Rồi giờ cô nấu ở đâu? Nấu trong bếp ga. Nấu bếp ga ha. Cô dẫn con vô nhà được không? Dạ. Nhà cô chống quơ chống quắt hả cô chú anh chị? Chỗ miếng tôn, chỗ miếng cây. Ôi cô ơi, bữa nay con thấy cô có cái bệnh gì đây? Cái bệnh nắc cây. Thở oxy. À, cái bệnh oxy hả cô? Ừ. Là cô phải nằm oxy hả? Oxy. Cái này cô mướn hay sao cô? Mướn. Cô lên ngồi anh giặt đi. Là mướn một ngày bao nhiêu cô ha? Ngày 50. Ngày 50 ngàn. Cô ơi, hổm con gửi tiền của quý ông bà cô chú cho cô, gửi cô đó, còn được nhiều không? Thì hết trơn rồi. Hết trơn rồi.
Là đi đợt nằm bệnh viện đó là hết rồi đó. Gửi vợ ngày 50 thì sao cô? Mấy đứa cháu rồi nó xin lại nó cho chút đỉnh với mình ấy. Còn cháu không cho thì? Thì cũng phải chịu thôi. Cô ngủ ngon không? Nó 2-3 ngày nay ngủ không được mà đêm hôm vô nước biển ngủ hơi được. Cô chú anh chị thì hôm trước thì cô còn gọi là đỡ đỡ một chút, cũng chưa biết nguyên nhân là bệnh gì, nhưng mà lần này thì quá trời luôn rồi. Cô, con hỏi cô nè, con biết là hiện giờ cô rất mong ước là mình hết bệnh cô ha. Đúng rồi, ai cũng muốn cho hết bệnh hoạn này, nó bực bội rồi gầu thế nọ thế nần, nó đủ thứ hết trơn, gầu lắm. Nhưng mà giờ tiền ở đâu cô chú anh chị? Tiền ở đâu để cô, nếu mà đi trị thì lâu ngày vài tháng, con nghĩ nguồn tiền chắc cũng nhiều cô. Nói gì mới đi về đó. Hôm hôm có gần nó nằm hết 6 bữa. Yeah. Rồi 6 bữa mới về đây mấy ông này mới bốc đi trên chẩn. Điền thơ tính lên chẩn khám bệnh coi nó bệnh gì à. Vô trong nó bắt ở trong nằm trong luôn 6 ngày. 6 ngày rồi cái người ta cho to cho thuốc cho cô về. Yeah. Cái đó là mình không có tiền mình ở mình về, chứ không phải là người ta cho mình xuất viện hả cô? Ta cho mình xuất viện. Bởi vì mình người ta biết mình nghèo rồi đâu có tiền đâu mà nằm dữ vậy. Nằm tới ngày tới 250 rồi người sao tiện đâu nằm chịu nổi. Thôi ta cho mình xuất viện gì thì mình về. Cũng như là mình người ta cũng nói cái giá tiền vậy đó, nhưng mà mình nói là mình không có điều kiện để mình nằm nữa. Người ta cho mình về. Ta đòi cái giấy ấy mà không có. Rồi nó nói nằm viện là nhiều tiền lắm. Phải có cái đó rồi mình nó đỡ nhẹ tội một chút. Còn này nó đâu có chi là mình chi nó nhiều thì mình dựa nhiều thôi chứ đâu có ai. Phải có cái bảo hiểm thì nó đúng đỡ rồi. Tiền. Không có bảo hiểm bây giờ nó kêu về gắn làm cái bảo hiểm đi. Là trên bệnh viện kêu mình về gắn làm bảo hiểm rồi về cô có nhờ con cháu cô ra ngoài làm gấp rút gì không? Có, kêu con nhỏ đi. Nó cũng quen với xã này tụi nhóc nha để coi làm sao. Dạ. Con nghĩ là cô nên gấp rút làm cái đó xong cái mình nhập viện lại đi. Lo trị. Ở đây như con cháu cô hay là hàng xóm có ai phụ gì thêm nữa không cô? Cũng có khi lại cho 200, người cho 200, người cho 300. Mấy người cháu của cô có nói là khi cô nhập viện rồi mấy anh chị đó có giúp cô để tiền đi nhập viện gì đâu không? Chưa biết, vụ đó chưa biết. Là chưa ai hứa chứ? Chưa ai hứa. Giờ này giống như nằm chờ chừng nào có tiền thì tính, không có tiền thì thôi. Hôm nay con quay trở lại đây con thăm cô. Với kênh con thì món quà của chị Mỹ Dung ở đường Tên Lửa cũng như là anh Phước. Kênh chú Hai thì có chú Minh La. Chú Minh La, kênh chú Hai Mùng Vlog thì có chú Minh La cũng gửi yêu thương cho cô đó. Thì sau con mong sau nội dung video này có nhiều ông bà cô chú gửi yêu thương đó. Thì có thể giúp cho cô có một cái khoản tiền để cô lo trị bệnh của mình. Để sớm hết bệnh cô ha. Ừ, cũng rất cảm ơn mấy cô mấy chú. Dạ. Con hỏi vậy thôi chứ con biết cái mong ước của cô giờ là chỉ là trị bệnh thôi, chứ giờ cũng không có gì khác nữa. Tại vì trong, nếu mà trong mình không khỏe thì mình cũng muốn làm gì khác cũng không được. À, không nói. Cô ơi, rồi vòng vòng nhà cửa cô mấy ngày nay là con cháu cô về dọn chân rồi đó hả? Thằng em trai. Dạ. Vậy nó lôi lại nó dọn giùm, nó sẽ sợ còn đêm ngủ không có ai đó rồi chết rồi này kia. Nó đòi lại đây nó ngủ. À, thằng. Em trai cô gần đây không? Lần này một đứa, gần đó một đứa. Là em cô là ban đêm giờ lại đây trực với cô rồi đó. Mà con cậu.
Dạ, con thấy mời đó có bằng nước, bánh trái đồ này kia nữa. Đêm nào nó cũng lại đây nó ngồi nó chơi. Chơi chơi tới 9, 10 giờ nó mới về. Dạ. Rồi đêm hôm, em thứ ba, em với Hùng thứ sáu đòi lại đây ngủ đó. Nó thôi đi ngủ cái gì không, cứ ngủ không có sao đâu. Sợ lại ngủ còn đêm hôm mũi cắn này kia rồi, cái giấc giả người ta nữa. Kệ đi chị ơi, em Út nó thương mình. Cho ngủ đi, ngủ cho nó ngủ hỉ rồi. Tới lui rồi khi mình đêm hôm, không hay. Là từ ngày về tới giờ là cô uống sữa suốt vậy đó hả? Sữa. Một bữa cô uống được nhiều không cô? Uống chừng nửa ly. À, sữa con gửi hổng hay sao, hay là cô có mua sữa, gì đem? Uống hết rồi. Nhỏ em, nhỏ cháu nó mới đem qua hộp sữa nhỏ nữa. Dạ. Sữa thì chỉ cầm cự chống đói này kia thôi chứ. Cầm cự chứ nó ăn thì không được, chờ mình thấy cơm không có cháo thì cũng mất thèm. Thế nó thèm thì mình ăn cũng được. Cũng như trong mình nó giật dừ nó không muốn ăn. Nó không có muốn ăn. Dạ. Rồi cố gắng uống miếng sữa vô cho nó đừng có đói với cô ha. Thuốc mới đưa đây nữa nè. Này, thuốc của to bác sĩ đây cô. Ừ. Một lần cô mua về cô uống là khoảng hết nhiêu tiền cô? Này chắc là 200. Dạ, cô uống được mấy ngày hết? 5 ngày. 5 ngày, giờ ngày là 40.000 tiền thuốc. 50.000 cái máy đó nữa. Cái máy đó khi nào mệt cô mới ấy hả? Mệt, hồi nãy có thở rồi mà tháo ra ngồi để thở vào giúp nó quen, sợ nó quen. Cũng như mệt quá mình mới thở thôi, còn khỏe là thôi mình không có thở. Mỗi ngày đều phải tiền thuốc, tiền sữa, tiền máy móc này kia, nhưng mà cô thì không có bất cứ một cái nguồn nào hết. Chỉ giờ là con cháu thương thì cho 50, 30, 100, 200. Vì có để mà chi trả mấy cái đó, mà khi nào không còn cái nguồn nào nữa hết thì con xin lỗi thì mình cũng phải trả máy lại cho người ta. Đúng rồi. Rồi nằm đây chịu tới khi nào có tiền lại tiếp tục mà lo nữa. Trong đời người thì sinh lão bệnh tử đó cô chú anh chị, rất nhiều video con cũng chia sẻ với ông bà cô chú anh chị. Nhưng mà những ông bà cụ lớn tuổi mà có được con cháu ở gần kề cận, hoặc là con cháu khá giả như thế nào đó, thì cuộc sống nó đỡ vất vả hơn. Có thể lo được chén cơm, chén cháo hay như thế nào. Còn cô từ trước giờ thì tự một tay cô lo cho cô. Có thì dùng, có thì ăn, không có thì thôi. À, hôm nào không có gì ăn thì cô kể con là cô ăn nước mắm với cơm rồi này kia vậy cô ha. Dạ. Còn không có gì cũng đành chịu. Tới ngày hôm nay thì sức khỏe cô đã suy yếu rất là nhiều rồi. Thậm chí giờ con xin thưa ông bà cô chú anh chị, cô không có làm gì nổi luôn. Chỉ đi ra đi vô vậy thôi. Nãy là cô ra đó cho mát hả? Dạ. Trong nhà thì nóng nực quá. Nóng quá. Nhà cô thì không đặng lành nữa. Chống bên đây nó chống bên kia. Rồi mùa mưa sắp tới nữa cô. Hơi chịu thôi. Con cũng không biết về sao nữa. Đầu tiên thì hôm anh Phước có gửi cho con, anh Phước này ở Việt Nam có gửi cho con là 500.000. Ừ. Thì con xin phép con gửi lại cô, này của anh Phước. Đúng ở Việt Nam. Dạ, cô mua thuốc uống nha. À. Chị Mỹ Dung ở đường Tinh Lửa thành phố Hồ Chí Minh á, có gửi cho cô là 1.000.000 đồng. Con cũng xin phép con gửi cô luôn 500, 1.000.000. Chú Hai có gửi quà của chú Minh không? Thì tôi ngồi chút nha. Nói đấy. Thì cái này cái quỹ của chú Minh La ở bên Mỹ gửi cho tôi làm cái quỹ, nhưng mà bữa nay thì tôi cũng gửi cho chị để mà chị thuốc uống. Cảm ơn chú Minh La. Cảm ơn cô Dung, Mỹ Dung, Mỹ Dung, cái gì nữa. Dạ, cảm ơn chung được rồi cô. Cảm ơn quý Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân. Quý Mạnh Thường Quân. Dạ. Cho tôi cho tiền này tôi uống thuốc.
Bữa nay cô nói cũng không có khỏe nữa chú ơi. Đúng rồi, thấy yếu. Thì tôi thay mặt cô chị gì nghe tôi quên rồi. Chị Huệ. Chị Huệ cảm ơn chú Minh La nhiều. Thì chú cũng gửi cho tôi làm cây quỷ, nhưng bữa nay thì cây quỷ của chú tôi trao cho chị Huệ, rằng chị có tiền mua thuốc uống khám bệnh. Thôi vậy nghe chị. Con xin thưa cô, thì với ngần tiền đó thì vẫn chưa đủ để mình đi đến bệnh viện, mà chỉ ở nhà cầm cự giống như là máy thở, máy trợ thở, hoặc là thuốc uống, hoặc là sữa. Có khi nào ngồi suy nghĩ điều gì khác hơn không cô? Suy nghĩ buồn lắm. Cô kể con nghe đi. Thiếu tiền, thiếu bạc, nói vậy chứ cũng còn thiếu người ta. Cô còn thiếu nợ người ta nữa hả? Còn thiếu lại nữa, gì vậy còn thiếu nữa. Là thiếu trước? Thiếu mười mấy triệu nữa. Thiếu trước khi đi bệnh viện hay sau này cô? Sau này nè. À, không gà đi đó, hả cô? Là người ta thấy cô đi bệnh viện khổ quá, không có tiền, người ta góp cho cô mượn. Đi chị tới ngày nay là cũng như là cô đang thiếu cái khoản nào đó. Kệ đi chị ơi, vui vẻ đi. Nói chung là mấy em, mấy cháu mình nó cho chị đi vậy thì mình gắn, mình vui vẻ, mình sống đi chị ơi. Nhưng cô ông không có ăn uống được thì uống sữa, sức khỏe cô nó cũng không có, nó lâu bình phục cô ha. Những người em của cô lại đây buổi tối có chia sẻ gì với cô không? Lại em thăm chừng này kia, nó hỏi cái chị khỏe không. Em của cô khá không cô? Nó cũng mà cũng có ăn vậy thôi chứ cũng không khá gì. Dạ. Này cũng như là góp sức với cô vậy thôi. Rồi có khi nào 50%, 200 vậy đó. Ai cũng có gia đình riêng của người ta. Đúng rồi. Thương chị mình thì một ngày một bữa. Tại vì cũng là bà con bạn gì cho cô hả? Bạn gì cô cậu gì? Dạ. Cô kể con hôm hồi xưa là cô cũng có gặp chú ha cô hả? Hả? Cô hồi xưa cũng có gia đình, có chồng hả? Có. Mà ông chết lâu rồi. À chú chết. Rồi lúc đó cô chú không có con hả? Không có con. Dạ. Chú thứ mấy chú? Chú thứ 6 yên. Chú 6 ha? Dạ. À, dạ thưa quý ông bà cô chú anh chị, thì nãy giờ con cũng gặp được chú 6 là em của cô. À, con xin phép con gửi cái này cho chú ha. Để chú nói chuyện con nghe. Dạ. Chú ở gần đây không chú? Cách đây khoảng là 200 ngoài thước. 200 ngoài thước. Dạ. Chú, tại vì con thấy cô mệt quá, con không dám hỏi nhiều. Dạ. Chú ơi, chú chia sẻ giúp con là hôm cô đi bệnh viện rồi bác sĩ rồi nói sao chú ha? À, cái này thì mình cũng nói chưa về mình điều trị thuốc nam ở nhà. Dạ. Vì cái bệnh này đường dài lắm. Dạ. Bệnh nhà giàu. Dạ. Mấy chú hiểu rồi đó. Dạ dạ. Nếu mà cái dạng của bà thì không thể nào mình nằm đó mình chịu hoài nổi. Cũng như mình cũng không có điều kiện để chị luôn, nằm dài quá. Không có cái đâu được, không ổn mình đi. Thực tế mà nói mình mượn tiền mình bỏ theo. Dạ. Yeah. Mượn tiền người ta chứ gì đâu có tiền, đâu bà đâu có tiền. Dạ. Yeah. Không nghe nói mấy chú cho tặng gì đó, bà không biết phải đòn này không biết. Đây. Nằm cái năm thì hết 3 triệu mấy rồi, còn lại 3 triệu mấy. Rồi đi thơ tôi mượn thêm 30 triệu, không bị không biết cấp nó bao, mà đu quá rồi. Dạ. Yeah. Không đi là chắc chịu không nổi. Dạ. Yeah. Đó thì nó bỏ hờ theo đó là cho bác sĩ điều trị như thế nào, mình có tiền sẵn đó mình khỏi mất công trở về mình đi mượn nữa. Dạ. Yeah. Đó thì đã nhờ cái số tiền đó mà điều trị vô bả cũng được hình như 7 bữa hay gì đó. Dạ. Yeah. Bác sĩ nói thôi bây giờ hoàn cảnh của bả như vậy mà nếu mà nằm hoài thì tiền bạc mình chịu không nổi. Dạ. Yeah. Cho bả về nhà uống thuốc đi rồi mình kiếm thuốc nam này kia đồ cũng đỡ. Dạ. Yeah. Còn trị hoài thì không kết quả dứt được, bệnh nhà giàu mà. Dạ. Yeah. Có nghĩa là con cũng xin lỗi là ngày trước giờ cô cũng đã mắc những căn bệnh này rồi, nhưng yeah. mà mình giống như mình không biết hoặc là có khi cũng không có điều kiện. Dạ. Yeah. Vì bác sĩ nói cái bệnh đó là coi như là sơ phổi. Sơ phổi. Giống như cái phổi mình có dây nhợ chống sơ. Sơ nó chai đi, nó không hấp thụ oxy được. Dạ. Yeah. Rồi sơ phổi rồi đồng thời sơ gan nữa rồi bệnh mật gì nữa.
nó cũng 2-3 chứng bệnh nó phối hợp là vậy. Dạ, mà rồi cấp phổi là xương bụng cứ ngắt luôn. Dạ. Ngắt luôn, mình không ngờ là cái phổi, nhưng mà nghĩ rằng cái bụng mình thấy nguy hiểm quá, cái bụng quá trời sưng cứng quá. Dạ. Hay là mệt quá. Đi lên trển, nhưng mà sau cùng loại ra cái phổi mới là quan trọng nhất. Dạ. Đó là gì đó. Thì bữa con xuống là cô bị bụng sưng lên rồi. Sưng cái chân rồi. Cũng sưng luôn nữa. Sưng đó. Nhưng mà con nói là sưng 10 ngày mà cũng không biết cái bệnh gì, ăn uống không được. Dạ. Thì con mới xin tiền ông bà cô chú con gửi cho cô để cô đi khám bệnh. Dạ. Thì con có xuống đây 1-2 lần nhưng mà nói cô đi trị bệnh không có nhà. Dạ. Có nhà chú Hai chạy lại đó. Thì chú Hai nói là cô bệnh nặng lắm. Rồi đi trị ở tuyến trên đâu Cần Thơ gì đó. Hôm nay thì con có hỏi chú Hai thì biết được là cô ở nhà nên con ghé lại nữa. Dạ. Rồi giờ hiện giờ là gia đình mình là cũng như chuẩn bị là thuốc nam. Thuốc nam bây giờ cũng uống thuốc tây, mới bữa rồi ngày hôm kia hôm qua là ba trở bên lại, qua cũng làm giữ sốt rồi bắt đầu không ăn uống gì, nói không. Nên ra mình có rước bác sĩ đây vô cho bà ăn chai nước. Dạ. Yeah. Bị thấy không ăn uống gì được cái đơn rồi đó. Dạ. Yeah. Bữa nay thấy vậy là đỡ lắm rồi đó. Chứ yeah. Không là tệ dữ lắm. Dạ. Yeah. Mình thấy cũng đầu không có con cái gì, thấy việc mình giúp thì giúp chứ đâu có bằng con cái. Dạ yeah, đúng rồi. Cái gì đó. Con xin lỗi chú là em bà con hay sao chú? Bà con bằng gì ruột. À, bà con bằng gì ruột. Dạ. Yeah. Rồi con xin lỗi chú nha. Yeah. Với cũng như là những ngày tháng sắp tới, ví dụ như cô nói là mướn cái đó là 50 ngàn. Uống thuốc ngày thì 40 ngàn. Bây giờ ví dụ con xin lỗi là cô không có làm gì được cái tiền mình duy trì gì lâu về dài sao chú? Thì bây giờ tôi cũng có làm cái danh sách cho nó rõ ràng. Dạ. Yeah. Đi rồi bà con ta ủng hộ bao nhiêu, rồi điều trị bác sĩ bao nhiêu mình ghi rõ vô đó. Dạ. Yeah. Rồi cái việc để đó sau cùng thì cái mức cuối cùng, ví dụ mình lâm nợ bao nhiêu thì mình đứng ra mình gánh mình chịu, chứ sao bà con ủng hộ thì được nhiêu được. À, là cũng như là chú chịu cái phần nợ đó. Ví dụ sau cùng mình bà con mà không ủng hộ được thì mình mới mất bụng mình chịu chứ sao. Dạ. Đó, vậy mình mà. Dạ. Đó, thì mà nó nói thâm tâm vậy rồi. À, trong lòng nghĩ vậy. Dạ, dạ. Dạ. Nhưng mà chắc cũng nhiều quá. Mới đây mỏm này đi cũng hết 2 mấy triệu gì đó. Đây nè. Còn tôi có làm ghi để đây cho nó công khai, cho nó rõ ra để xong rồi. Bây giờ cũng khổ lắm mình làm, mà nếu mà không cho rõ ràng thì sợ cái dư luận ở ngoài. Dạ, dạ. Thành ra cái này tôi có làm lành đây nè, thì không thấy đường. Con đọc chứ? Đọc cái phần này mình bấm gánh mình chi không cái đặt ra đi bệnh viện được rồi đó. Trời ơi, còn nợ 15 triệu mấy hả chú? À, đó. Tổng tiền nhận. Nhận người bên đây đó, tổng tiền nhận nè, mình nhận được bao nhiêu đó đó. Dạ. Là có mấy cái bữa đó có đi cái bệnh viện nó bắt đầu nhận cái số đó thôi. Đó. Nghe nhận bên đây có 5,5 triệu hả? Dạ. Dạ. Là thôi cô đừng có lo. Bởi vì nó bạn đừng có lo kệ, đi tới đâu thì tới giờ nghe là an tâm đi. Giờ cái khoản nợ đó con nghĩ thì bà con cho mình mượn cũng không có gấp đòi. Không đòi đâu. Dạ, không có đòi. Là dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa giờ mình con xin lỗi chú là lo cái phía trước của cô nè. Dạ. Ngày nào con sao có được 40 ngàn để uống thuốc này. Ngày nào có 50 ngàn để mướn cái đó. Ừ. Mướn cái nào cái này hả? Dạ, cô nói mướn ngày 50 ngàn hay gì đó. À, cái này thì an tâm đi, cái này có thể là cũng có là mình không cần thiết đâu, cái đó thí dụ vậy đi. Ừ. Dạ, đó, ý là mỗi cái thuốc thôi. Ý là mỗi ngày cái tiền của cô á dạ. Phải lo cho cô. Dạ. Ví dụ con nói về sữa mình uống cũng phải tốn nữa nè. Dạ. Con nói ví dụ chú cho một hộp sữa thì 5-10 ngày sau thì cô không có tiền, con xin lỗi nha. Dạ. Chú không có tiền chú đâu có mua sữa cho cô được đâu. Dạ. Thì lúc đó cô phải làm sao, cho nên là cái hướng sắp tới rất là khó nữa. Khó lắm, tính ra cũng khó. Ban đầu thì mình thấy tính đâu dần dần đây cũng anh em cũng có. Dạ. Người ta sẵn sàng tao ủng hộ giúp nhiều. Dạ. Nhưng mà thực tế thì thấy cái mồi cũng không có giúp được bao nhiêu. Dạ. Thành ra mà thấy bệnh của bà thì chắc chịu dài lắm. Dạ. Thành ra mình cũng là nếu ở trên được nghĩa là ủng hộ giúp đỡ vô mình cũng giúp đỡ cho bà thì nó đỡ, còn mà nó không thì mình kể tới đâu tới đó chứ sao giờ. Dạ. Còn mà chính quyền nhà nước thì dạng của bà giờ bó tay rồi, không có làm hồ sơ giấy tờ gì bên nhà nước được hết. À, con xin lỗi là cái giấy bảo hiểm sao chú? Không có bảo hiểm, không có cái gì hết. Giờ mình muốn làm sao chú? Làm đi gì chỉ hồi nào giờ chỉ phiêu bạc đi sống tha phương này kia đồ. Về đây lâu rồi đó, tích thu tới giờ đó mấy chục năm đó. Dạ. Nhưng mà vì bả trình độ thì cũng bả cũng thấp, rồi cứ thấp đi rồi không có ở đâu được. Sau cùng mấy ông chính quyền khi mình muốn làm giấy bị xác nhận hồi đó ở đâu rồi giấy gốc tích.
rồi mấy từ cái chỗ đó rồi mấy ổng nghĩa là đòi hỏi cái này cái kia rồi cái sau cùng xác nhận được á, thì nghĩa là mới cấp hộ khẩu rồi mới làm giấy chứng minh được. Nhưng mà đi làm hoài bà làm không được, bởi vì đi lâu quá rồi. Rồi cuối cùng giờ họ hỏi chính quyền nó nói giờ bó tay. Hôm nay tôi muốn lội đại xuống với ông bí thư, nhưng mà suy nghĩ lại cái bệnh bà giờ không biết làm sao, giờ đi xuống dưới thì mình làm cực khổ quá mà không biết được kết quả gì hay không nữa. Thế tôi bỏ thôi, giờ tôi nói thôi bỏ đại cho kệ anh em dòng họ mình gắng góp được như được rồi giúp cho bà. Rồi cũng cầu mong như là các mạnh thường quân trên có thể hỗ trợ thêm được, thì giúp đỡ được tốt, còn không được mình cũng chịu khó chứ sao vậy. Dạ. Vậy đó. Cũng khó cho cô quá. Tại vì cô không có tài sản gì hết. Không có gì hết. Rồi cũng không có con cháu ruột nữa. Không có con. Cháu thì có. Dạ, cháu ý là cháu ruột là cháu nội cháu ngoại đó. Dạ, không có. Đó, khổ lắm, hoàn cảnh của bà thì là khổ. Đó. Thế chứ cậu này hồi đó tụi tôi cũng góp sức nhau làm chứ cũng không có chỗ ở nữa. Dạ. Đó. Con thấy to này cũng miếng này miếng kia, cây cũng cây này cây kia. Có không à, thấy có không à, chứ đâu có ấy. Nói chung thì ai ở đây cũng hoàn cảnh không có khá hơn, tương đối thì không khá hơn rồi. Ta cho gì thì mình làm cái đấy không biết sao giờ. Dạ. Đó. Bây giờ con nói cô nghe nè. Thì hồi nãy thì được kênh của chú Hai Mùng Vlog là xin trích tiền quỹ của chú Minh La gửi cho cô là 500.000. Bên con là có anh Phước gửi cho cô 500.000 với lại là chị Mỹ Dung ở đường Tinh Lửa thành phố Hồ Chí Minh gửi cô 1.000.000. Thì hôm nay hôm trước thì con đã xuống rồi, con cũng có xin tiền quỹ ông bà cô chú anh chị Mạnh Quân con gửi cô rồi. Nhưng mà qua cái lời chia sẻ của chú thì con thấy cô quá trời khổ luôn. Đường dài lắm. Dạ, cho nên con xin phép con ông bà cô chú con xin thêm nữa, con xin thêm tiền quỹ ông bà cô chú con gửi cho cô. Tại vì khi nói thì nghe câu chuyện nôm na là vậy nhưng mà thực tế người ở trong cuộc thấy nó rất là khổ của chú anh chị. Con nói con xin lỗi cô, con xin lỗi chú, khi mà nhà mình có người bệnh mà con cháu lại dọn dẹp nhà cửa là con thấy đau lòng. Đau lòng. Tại vì con đã từng bị cái trường hợp đó con biết. Cho nên là rất khổ, mà trong khi bây giờ bảo hiểm thì chưa có, mà đi nhập viện thì không có khả năng, không thể luôn. Tại vì coi chú nó bệnh nhà giàu, chị năm này qua tháng nọ sao nó nằm nổi. Ngày về quê thì uống thuốc nam này phước chủ mai thầy. Nhưng mà phải kèm theo thuốc tây, hoặc là những lúc mà yếu này kia thì mệt thuốc tây can thiệp thôi chứ không. Dạ, lại can thiệp vô, hoặc là mệt thì bác sĩ tới để truyền nước nào này kia bù trợ. Tại vì cô chú anh chị sơ là giống như cái ghế nó bám vô à. Ghế bám gan, ghế bám phổi hết rồi. Dạ. Thì con xin phép con xin đem tiền của ông bà cô chú con gửi để cô ở đây có cái tiền để mà cô lo những ngày tháng mà kêu bác sĩ lên mình truyền nước hay chích thuốc gì cô ha. Rồi sữa gì đó, cái hộp sữa bự thì hết rồi, giờ mua hộp sữa nhỏ thì uống nay mai cũng hết nữa. Con đầu tiên tôi xin phép tôi ghi vô nha để mình nhớ sau này để mình lưu niệm lại. À, nãy rồi của chú Minh La 500 đó chú. Chú Minh La thôi để ngồi con đọc cho. Không à, dạ. Ngồi nói xong đi. Video rồi con đọc cho chú ghi ha. Dạ, dạ. Con xin phép con xin tiền của gia đình cô Nguyệt, con gửi cho cô 1.000.000 đồng. Gia đình cô Nguyệt ở nước Mỹ 500. 1.000.000. Anh Duy ở nước Mỹ gửi cho cô 1.000.000 đồng nữa. 500. 1.000.000. Chị Vân Nguyễn, Bắc Thi 94 tuổi, mẹ chị Vân Nguyễn gửi cho cô 500.000. Một cô giấu tên ở California gửi cho cô là 2.500.000. 500 500. 1.000.000. 1.500.000. 2.000.000. 2.500.000. Con xin phép với ông bà cô chú anh chị, thì hôm trước con đến con thăm cô á, thì con cũng đã xin quỹ tiền ông bà cô chú anh chị gửi cho con rồi. Thì khi mà cô đi nhập viện thì giờ cái khoản nợ cô thì cái đó là rất là nhiều, nhưng mà con không có tính cái đó, mà con chỉ tính cái tương lai phía trước. Thì mỗi ngày cô uống sữa, cô đi chích thuốc, cô thế nào đó. Tại vì giờ con nói chú thì như chú chia sẻ này là chị em chú cũng hết mình hỏi nợ như thế nào đó, nhưng mà cũng có một cái giới hạn nào đó. Con xin lỗi chú, con nói câu đó nghe. Tại chú còn gia đình nữa, còn cơm ngày hai bữa gia đình mình, không thể nào mang hết cái gia tài để lo. Ví dụ bây giờ cái mức cầm như vậy mình lo được, còn trường hợp mà ví dụ trường hợp nữa nó quá nhiều thì sao mình, mình lo không nổi. Ví dụ nói đến vậy thì mình giờ mình có thể là mình chấp nhận mình giải quyết ra được.
Dạ. Vậy đó. Cho nên ngày hôm nay là con xin phép, con xin tiền của ông bà cô chú anh chị nữa để con gửi cho cô, để cô có dùng ở trong việc hàng ngày, ví dụ là truyền nước, chích thuốc như thế nào đó cô ha. Dạ. Dạ. Vì là con cảm ơn ông bà cô chú. Cô nói đi. Ông bà cô chú có giúp đỡ cho tôi số tiền này, tôi trị bệnh tôi rất là cảm ơn. Dạ. Con nói cô nghe, nhiều quý ông bà cô chú anh chị ở trong và ngoài nước khi thấy bà con mình, đồng bào mình, quê hương mình còn nhiều người khó khăn thì cũng sẵn sàng giang tay ra chú à. Dạ. Như kênh con, kênh chú hai cũng vậy, thì cũng giang tay ra để lo cho những ông bà cô chú ở dưới quê mà gặp nhiều cái khó khăn giống như cô đây. Dạ. Hổm á, chú biết không, khi mà con nghe chú hai nói, tại con hỏi thăm hoài à, có một chị sau khi con đăng nội dung video lên là chị đó gửi tiền liền. Thì con cũng hỏi là lúc đó con nghĩ là cô đi ở bệnh viện cả năm đó, không biết chừng nào mới về. Yeah. Thì con điện xuống hỏi chú hai, chú hai nói nghe nói bà bệnh nặng lắm. Dạ. Yeah. Thì cũng lo, trời ơi, nói hôm trước mình tới thì biết là cái bụng sưng, cũng không biết bệnh gì, cái chân sưng vậy đó. Nhưng mà không đến đổi mà trong tâm tưởng như ngày nay con xuống. Dạ. Yeah. Chú cảm ơn quý mạnh quân con đi chú. Dạ. Yeah. Chú ngồi đây, chú ngồi đây. À, tôi cũng xin phép đại diện cho gia đình của chị ba tôi, thì chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã là hy sinh giúp đỡ cho những hoàn cảnh rất đặc biệt cô đơn như của chị ba đây, thì cũng là được những sự mạnh thường quân như vậy thì có thêm một chút chi phí để phòng ngừa trong khi mà những cái bệnh đau yếu sắp tới, thì đó là một chuyện rất may mắn cho gia đình chị ba tôi cũng như cả bà con khu xóm này đỡ đi cái phần nào để mà hỗ trợ tiếp đó. Thì vậy tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mạnh thường quân, cầu chúc cho nghĩa là tất cả quý vị nghĩa là cố gắng hy sinh rộng lòng hơn nữa giúp đỡ cho những cái mảnh đời nghĩa là gặp hoàn cảnh như vậy thì rất quý vô cùng. Tôi xin chân thành cảm ơn. Yeah. Con cảm ơn chú. Yeah. Con cũng xin thay mặt cô cũng như chú đây, con xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương ngày hôm nay. Con xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm luôn vui vẻ, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Nguyện cầu ơn trên ban bố phước lành, ông bà cô chú anh chị luôn bình an và mạnh giỏi. Cô chú anh chị có thể thấy đây, thì chú chia sẻ là từ cái ngày mình vận động là ngày mấy chú? Cách đây chắc khoảng hơn bữa đó không có ghi trong cái tòa thuốc mà cũng lâu rồi hả chú hả? Mới đi được bệnh viện, nó bắt đầu bệnh viện là mình vận động đó 12 ngày. 12 ngày mà chỉ có 5.500.000 thôi cô chú anh chị. Rồi còn có con hỏi chú nha, còn khả năng vận động cái nguồn này được nữa không chú? Thì mình thấy rằng mình đã vận động hết mất rồi, nhưng mà chỉ có bao nhiêu đó, vì trong lúc đau quá sức rồi người ta mới cho còn bao nhiêu bệnh như vậy là chưa thấy, không thấy. Dạ, có nghĩa là khả năng cao là không còn thể vận động được thêm nữa. Không thấy nào vận động thêm. Có ví dụ như là bà con ở xa như thế nào đó, lâu lâu về gặp cô thì cho 50%. Dạ. Thì cái đó là cái hiện hữu trước mắt. Dạ. Còn nếu để đi tìm một cái nguồn nào khác để mà duy trì cho cô thì không thể. Không hoàn toàn không có nguồn nào hết. Dạ. Con chúc cô nhiều sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống, an tâm thường an lạc cô nha. Cố gắng vui vẻ, lạc quan để uống những thân thuốc nam đó, mới mốt hết bệnh. Con xuống con nấu cơm con ăn. Ừ. Được, cái đó gì được. Đó. Như vậy đó, như vậy con mừng đó. Nghe. Tâm bệnh rất là quan trọng cô à. Mình trị bệnh nhưng mình không có lạc quan, mình lo, mình suy nghĩ cái tiêu cực thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều sức khỏe. Cô cứ vui vẻ, cứ nghĩ là có cái chú Sáu nè, ngày nào chú cũng chạy qua chạy lại, mời mốt chú sắc thuốc cho cô. Chú sắc không? Cái đó nếu mà bây giờ nghĩa là sẵn sàng sắc luôn, chú có gì đâu. Chú. Dạ. Chú ngồi chú đi. Là chú hứa với con là chú sắc thuốc cho cô uống. Rồi. Cô chú anh chị đó. Cô vui ha, có ông em trai mà tối chạy qua chạy lại sắc thuốc rồi cho uống chung thuốc rồi mốt hết. Cô ha, mình còn trẻ mà mai mốt còn đi rửa chén kiếm tiền nữa. Là mướn không mà bây giờ đau xuống rồi đâu có làm mướn làm gì được nữa. Mình ra thấy khổ lắm. Với lại quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân kênh con không gài gửi cô cũng nhiều rồi, cô cố gắng 21 đi qua Mỹ, cảm ơn người ta. Đi qua không được chứ hai được cũng đi rồi. Dạ thưa quý ông bà cô chú anh chị, đó là nội dung video ngày hôm nay con xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị. Một lần nữa con xin
Chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video đến thời điểm này. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Con xin phép cô con về, con xin phép chú con về. Dạ, chúc chú luôn vui vẻ bình an trong cuộc sống để lo cho cô chú ha. Dạ dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ. 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 Để con đọc cho chú cái danh sách này, cô chú ghi vô rồi chú nhớ.